Cái con này bạn bán thì bạn có bảo hành cho mình không? Cái này em người dùng anh cứ chắc kỹ thôi chứ em người dùng. Tức là bán xong rồi thôi đúng không? Thì cái này em là người dùng chứ giờ anh bảo hành giờ phải biết bảo hành như nào mà. Thường thì mấy anh em nó vẫn bao test cho mấy ngày. Đây máy em dùng thoải mái, em cứ test thoải mái. Chứ không phải em bán máy nổi. Ok anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ review đến cho anh em một cái bộ máy tính mà mình mua online. Cái bộ máy tính này thì mình cũng mua online ở trên mạng, nhưng mà bạn khách bạn ấy ở Hải Phòng nên là bạn ấy tiện chuyển lên cửa hàng cho mình để mình test rồi mình chuyển tiền luôn. Những anh em nào mà ở Hải Phòng ấy thì giao dịch cho mình rất là đơn giản. Nếu mà anh em mà có nhu cầu bán máy thì anh em cứ cầm qua cửa hàng mình test trực tiếp tại chỗ rồi mình banh tiền. Còn anh em ở xa thì anh em cứ gửi hàng qua chuyển phát nhanh hoặc bưu điện cho mình. Nhân vật chính trong video ngày hôm nay của mình là một bộ máy tính này anh em ạ. Anh em nhìn nó trần truồng như này thôi nhưng mà đây nó là cả một cây máy tính, nó đủ tất cả các linh kiện không thiếu gì luôn. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em tất cả các linh kiện trong cái cây này nhé. Thì đầu tiên là một con cạc màn hình này. Một con VGA đến từ MSI nha anh em. Con này có mã là L650. Con này là GTX650 này. Tem siêu chọc rồi này. Tem của bên bán hàng cũng chọc này. Bốn con ốc đều có tem luôn. Thì con này nó trải qua rất là nhiều đời chủ nha anh em nhé. Với con cạc màn hình này bây giờ mà nó còn ngon lành ổn định thì anh em có thể chơi được các cái tựa game ví dụ như là Liên Minh FIFA nhé. PUBG Mobile. Còn đây là RAM nhé anh em nhé. RAM thì máy đang sử dụng một thanh RAM 4GB này. 4GB của Samsung hàng đồng bộ anh em ạ. Mấy cái dòng RAM hàng đồng bộ thì sử dụng nó rất là lành nhé anh em nhé. Sử dụng rất lành và bền luôn, rất là ổn định. Chắc bạn này bạn ấy không chơi game nên bạn ấy chỉ sử dụng một thanh RAM 4GB thôi anh em ạ. 4GB thì nói chung là chơi game trong cái khoảng thời gian hiện tại thì rất là khó khăn. Còn về phần ổ cứng để lưu win và dữ liệu thì máy đang sử dụng hai con ổ này anh em ạ. Một con SSD 240GB, 250GB anh em ạ, 250GB của Samsung Evo. Nói chung là những cái dòng SSD của Samsung Evo này thì cái tốc độ truy xuất dữ liệu của nó sẽ hơn những cái ổ thường nhá, hơn những cái ổ ví dụ như là QGA hay là những cái ổ mà kinh phát, kinh phước ấy, mấy cái ổ Đài Loan ấy. Thì cái tốc độ của nó sẽ không bằng những cái ổ hãng như là Samsung Evo này anh em ạ. Mình nhìn thấy cái bộ máy tính này nó có cái ổ này là mình đã ưng rồi anh em ạ. Ok đấy, cái ổ này rất là ok luôn. À anh và anh em nhìn này, có tem bảo hành luôn. Là ngày bán là ngày 18 tháng 8 năm 2020 anh em ạ. Năm 2020 mà cái con SD này mình nhớ là bảo hành 5 năm cơ. 55 là mà từ năm 2020 thì anh em tính là bảo hành còn rất là nhiều nhá. Ổ còn rất đẹp luôn. Này, thông số ghi trên ổ thời gian xuất xưởng khoảng tầm tháng 4 năm 2020 này, một con ổ còn rất là mới luôn nhá anh em nhá. Còn ổ thứ hai là một con HDD 1T đến từ nhà Weddin nhá anh em. Weddin tím anh em ạ. Tem là tháng 10 năm 2020. Cái cây này thì bạn ấy không lắp vào vỏ mà bạn ấy lắp trên một cái giá của quán nét. Cái giá này anh em có thể mua tầm 15.000. Còn về bên chip thì máy đang sử dụng một con main B365M DS3H nhá, đến từ Giga. Main chip thì mình nghĩ là cái thời gian bảo hành của nó cũng giống như là cái thời gian ghi trên SSD thôi. Nhưng mà nó không bảo hành tầm 5 năm mà nó chỉ bảo hành tầm 3 năm thôi anh em ạ. Cái con main này nó có một vài cái ưu điểm là nó có sử dụng 4 khe RAM. Anh em có thể lắp khoảng tầm 4 thanh 8GB cũng được. Đưa cái dung lượng RAM của anh em lên tầm 32GB thì anh em dùng rất là thoải mái. Ngoài ra thì con main này nó cũng có khe cắm M2 nhá, giúp anh em có thể cắm những cái SSD chuẩn LVMe cũng như là những cái chuẩn SATA. Làm yên vị chơi con main này là một con chip i3 9001. Và cái con i3 này thì nó là con 9001 thường nha anh em, chứ không phải 9001F đâu. Cái con 9001 thường này cái giá của nó cao hơn con 9001F khoảng tầm 400, dao động trên dưới 400.000 anh em ạ. Nhưng mà nó bù lại đấy. Ví dụ như là khi mà anh em bị lỗi cạc màn hình rời này thì anh em vẫn có thể dùng sơ cua là cái cạc on ở trên chip, là tức là anh em có thể cắm dây kết nối màn hình vào những cái cổng trên bên này để anh em xuất hình và dùng tạm. Chứ còn con 9001F khi mà anh em không có cạc màn hình rời nhé là anh em không thể xuất hình được. Và khi mà anh em sử dụng các cái phần mềm nó liên quan đến kiểu đồ họa hay là render liên tiếp rồi đấy thì con 9001 thường này nó có cái cạc màn hình on nên là nó sẽ hỗ trợ tốt hơn một chút. Còn về phần hiệu năng chơi game thì F hay thường mình đánh giá là nó ngang ngửa nhau nhá anh em nhá, nó không có cái sự chênh lệch gì về cái hiệu suất. Còn về phần nguồn thì máy đang sử dụng một cái con nguồn Hankey anh em ạ. Con này có mã là Hankey GS500. Tất cả các linh kiện trong cái cây này đều có đế giống nhau hết anh em. Con nguồn thế này, con bên này cũng tháng 8 năm 2020 này anh em ạ.
Đấy, nói chung là quần đồ quần bảo hành rất là dài nhá anh em nhá, dài mút chỉ luôn. Có mỗi quần cạc màn hình này là quần cạc cũ hẳn thôi, chứ còn tất cả các linh kiện trong cái combo này đều là hàng dùng nước anh em ạ. Riêng cái con nguồn này bây giờ anh em mua mới nó cũng phải rơi tầm 800-850 gì đấy anh em nhá. Ngoài ra thì máy của bạn ấy còn bon nước thêm một cái cổng này anh em ạ. Cái cổng này là cái cổng, cái này là cái nút, không phải cái cổng, cái này là cái nút kích nguồn đây. Anh em thường thấy ở quán net nó có cái nút này này đấy. Nó chỉ có cái tác dụng là nó thay thế cái nút kích nguồn ở trên vỏ cây thôi. Dây giờ thì bạn ấy lạt lại nó rất là gọn gàng anh em ạ, rất là gọn gàng rồi, chắc chắn. Đây, nạt cả dây nguồn vào lưỡi luôn này. Đế bất mê này anh em bây giờ mua được khoảng tầm 15.000 một cái đế này. Hoặc là anh em đến những cái cửa hàng máy tính mà người ta thanh lý nét nhiều ấy, thì anh em xin người ta có khi người ta cho mấy cái luôn. Mình đã lắp thêm cái ổ cứng để test game của mình vào và để test game cho anh em trên cái cấu hình này đây. Cái con GTX 650 này mình cũng đã test rất là nhiều trên cái kênh YouTube này của mình rồi. Nên ngày hôm nay mình sẽ test trên một cái con VGA khác. Con này nó rú như máy cày luôn anh em ạ, quạt kêu rất là to luôn. Con này khả năng phải thay quạt hoặc là vệ sinh lại cái chip ở trên VGA. Tiện trong cái video này thì mình cũng sẽ test cho anh em xem cái hiệu suất của cái con VGA. Con này thì nó cũng không còn mới mẻ gì nữa nhưng mà mình cũng ít test trên những cái dòng này nên là ngày hôm nay mình sẽ test thử cho anh em xem là cái hiệu năng trong game của nó như nào. G938X G1 Gaming 4G nhá anh em nhá. Một con VGA đến từ Gigabyte. Anh em nhìn ngoại hình này có chất không? Rực rỡ. Khi mà con VGA lên hình ấy thì anh em nhìn cái mặt trước này nó có led nên rất là đẹp luôn, rất lung linh luôn anh em ạ. Bởi vì đây là một bản gaming. Và những cái mã này nó là hàng bãi nha anh em nhá, hàng bãi. Hàng bãi thì nó ở bên nước ngoài, nó đi theo những cái con máy đồng bộ đấy, lênh đênh trên biển. Xong rồi đi qua rất là nhiều nước xong nó mới đến Việt Nam anh em ạ. Những anh em mà tay to ở Việt Nam ấy mà hay làm cái dòng đồng bộ đấy về số lượng ấy thì nó mới có kèm theo những cái con VGA như này thôi. Đây kể cả con này thế này anh em ạ. Con Giga này bản 2G nó đã to rồi. Nhưng mà anh em nhìn cái con này này. Anh em nhìn cái con này này. Nó còn to hơn rất là nhiều luôn này. Này. Anh em nhìn chưa? Đúng rồi chưa? Ở Việt Nam rất là hiếm nha anh em nhé. Mình chơi mấy ông anh làm hàng bãi đấy thì nó mới về những cái hàng VGA với lại các cái linh kiện máy tính nó kiểu nó độc lạ mà nó dị như này anh em ạ. Chắc cũng rất ít anh em biết những cái mã cạc như này. Cái quý ông lực lưỡng này mình sẽ review cho anh em trong một cái video khác nhá. Mình định hôm nay review cơ nhưng mà mình chưa tìm được cái con nguồn nào thích hợp nên là mình sẽ để video lần sau mình review cho anh em con này. Test game cho anh em xem. Một con VGA rất là hoành tá tràng luôn. Quay trở lại cái con G9380 Gaming 4G. À con này đặc biệt là con này 4G nha anh em. 4G mà anh em chơi những cái tựa game ví dụ GTA 5 hoặc là PUBG PC thì chơi rất ok luôn anh em ạ. Mà nó này là một bản gaming nữa. Giới thiệu qua với anh em về cái dòng VGA này thì cái con 380 này nó mang trên mình dòng máu của AMD anh em ạ. Trên thị trường hiện tại thì nó có hai cái dòng card đồ họa. Cái dòng thứ nhất là card đồ họa của AMD, cái dòng thứ hai là card đồ họa của NVIDIA. Đấy, thì cái con VGA này nó thuộc dòng máu của AMD nhá anh em nhá. Cái dòng card đồ họa của AMD thì cái mã đầu tiên nó là HD2000 series. Nó ra đời vào năm 2007. Tính đến cái thời điểm hiện tại là năm 2021 thì cái dòng card đồ họa của AMD thì nó đã trải qua tầm 14 năm gìn giữ và phát huy rồi anh em ạ. Trong cái khoảng 14 năm thì nó phát triển rất là nhiều mã. Cái mã đầu tiên là HD2000 series này. Xong là nó cứ thế là lên đến 3000 này. Xong 4.000 CD này, 5.000 này, 6.000 này đến 7.000. 7.000 là hết anh em ạ. Đến khoảng tầm năm 2013 thì nó ra cái phiên bản là G7, G9, 200 series. Tầm 2 năm sau, đến khoảng 2015 thì nó ra cái dòng G7, G9, 300 series anh em ạ. Và cái con VGA mình cầm trên tay đây, nó cũng thuộc cái dòng G7, G9, 300 series anh em. Đấy, thì cái thời gian phát hành của con VGA này là năm 2015 nhé anh em nhé. Sau đấy một năm là năm 2016 thì nó bắt đầu phát hành cái dòng đầu tiên của GX. Đấy là GX400 series anh em ạ. Xong rồi nó cứ tiến dần đến bây giờ. Đấy thì từ năm 2015 đến giờ là 6 năm rồi anh em ạ. Đây là một con VGA khoảng tầm 6 năm rồi nhé anh em nhé. Trong cái thời điểm hiện tại thì GX nó đã ra phiên bản 5 và 6.000 series rồi anh em ạ. Đấy. Thì những cái con VGA đấy là những cái con VGA đời mới và giá nó rất cao. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn anh em quay trở lại quá khứ tầm 6-7 năm trước để test cho anh em xem cái hiệu năng của cái con VGA này. Con G9380 này thì nó có 4 cái cổng kết nối nha anh em nhé. 2 cổng DVI cũ và mới này, một cổng HDMI và một cổng display board nha anh em nhé. Con này 4GB DDR5 và 256 bit nhé. Cái băng thông của nó rất là rộng luôn anh em ạ.
Nhưng mà có một cái điều là cái con VGA này thì nói chung là các cái dòng của AMD đấy thì thường là nó tốn điện hơn. Đấy, ví dụ như con này nó sử dụng nguồn 8 pin thì những cái con máy mà anh em sử dụng trên con VGA này thì anh em phải lắp những cái con nguồn 500W công suất thực đồ lên nhé. Và những cái dòng của AMD này thường là sử dụng nó rất là nóng anh em ạ. Ngay bây giờ thì mình sẽ lắp cái con VGA này vào cái cấu hình này và test game luôn cho anh em xem nhé. Máy đã lên hình nhìn rất ok luôn nhé anh em nhé. Cái con VGA này mà anh em mà lắp lên cây đấy thì nhìn nó rất đẹp luôn. Show cho anh em cái cấu hình trước khi đi vào test game này. Còn lại là i3-9001 thường nhá. Công suất tiêu thụ max là 65W điện thôi, 4 nhân và 4 luồng này. Main B365M đến từ Giga nha anh em. RAM 8GB, RAM thì trên cái combo mình thanh lý nó có 4GB thôi. Nhưng mà để test game thì mình đã thay cái thanh 4GB ra và lắp một thanh 8GB vào rồi này anh em. Các màn hình đây, R9380 series này, 4GB DDR5 anh em ạ. Và con này mình sẽ bật cho anh em một cái phần mềm nữa. R9380 này, bản này là bản gaming nhá anh em. 4GB DDR5 và con này là 256 bit nha anh em. Anh em đang đến với Liên Minh huyền thoại trên cái mức setting cao nhất nha anh em nhá. Max setting luôn. Nói chung là Liên Minh với FIFA thì trên cái cấu hình này thì mình chỉ test cho anh em xem cho nó vui thôi, gọi là cho nó quá thôi anh em ạ. Với cấu hình này thì hiệu năng của nó có thể live stream được luôn nhá. Mức FPS của nó ổn định tầm 160 khi mà có cả tướng và quái anh em ạ. Và có thể lên 180-190 nhá. Trên X tựa game này thì GPU hoạt động rất là mát mẻ, chỉ có 61 độ C thôi. Và cái hiệu suất sử dụng của nó thì anh em có thể thấy là nó rất là đồng đỉnh thôi anh em ạ. Lúc thì 0%, lúc thì lên 80 mà lúc thì 30. CPU thì không phải nghĩ rồi, RAM sử dụng có 5GB thôi. Ok anh em đang đến với PUBG bản PC nhá, mình sẽ show cho anh em cái setting đây. Setting thì vẫn là medium trên độ phân giải là Full HD 1080 nha anh em nhá. Và render mình để 101 này anh em ạ. Khi mà giúp trong nhà thì cái mức FPS của nó được tầm 70. À nè, để mình sẽ ra ngoài cho anh em xem nhá. Đấy, ra ngoài thì cái FPS của nó tụt còn tầm 50 mấy thôi. CPU hoạt động cũng rất là đồng đỉnh tầm 62% này. Cả màn hình thì tầm 66% hiệu suất rồi. Và ở trong cái game này thì cả màn hình nó lên tầm 69 độ C nhá anh em nhá. Nói chung là 69 độ C thì cũng là một cái chỉ số nhiệt độ nó rất là mát thôi anh em ạ, không đáng kể đâu. Con này nó còn mát hơn cả con GTX 950 lần trước mình test cơ. GTX 950 2 fan ấy. Còn đấy tầm 80 độ C, con này tầm 69 độ C thôi, rất là mát luôn anh em. Nếu mà so về giá thành ấy thì mình thấy là cái combo B85 cộng với chip CO1220 nó khá là đáng mua với những anh em mà có nhu cầu dựng máy để chơi game trong cái thời điểm hiện tại. Bởi vì mình test cái combo đấy và trên cái con cạc màn hình này rồi thì mình thấy là cái chỉ số FPS của nó cũng ngang ngửa với lại cái combo này. Và chơi thì cũng rất là mềm mượt nha anh em nhé. Mình sẽ cho cái cấu hình này thử sức với cái tựa game này xem tình như nào nhá. Đang ở mức setting tầm trung thôi, mình sẽ cho lên mức cao. Và độ rõ nét mình sẽ cho 1.5 là max setting trên cái tựa game này nhá. Max setting được tầm chỉ tầm 36 thôi. Với một cái con cạc hình 75 tuổi rồi để mà chống chọi với cái tựa game nó mới và nó đốt cạc màn hình như này thì nói chung là nó cũng không thắng nổi đâu nha anh em nhá. Max setting chỉ được ở mức 42 FPS thôi. Ok nhá, anh em đang đến với lại một cái tựa game rất là đình đám trong cái khoảng thời gian hiện tại đấy, chính là GTA 5 này. Đấy, GTA 5 chơi rất là mượt mà luôn và hình ảnh rất là nét luôn nhá. Và đặc biệt là cái con cạc màn hình này 4GB RAM thì anh em chơi GTA 5 ở cái mức setting cao rất là ổn anh em ạ. Vẫn là độ phân giải quen thuộc Full HD 1080 và cái mức setting là VRD2 nhá anh em nhá. VRD2 này đây. Ở cái mức setting cao mà anh em chơi mượt mà như này thì mình thấy là rất là ok luôn nhá anh em nhá. Và cái tựa game này nó cũng ăn vào CPU rất là nhiều, nên là anh em lắp trên cái combo 9001 này thì nó cũng hơn cái combo CO1220 rất là nhiều nhá anh em nhá. Anh em đang đến với Elite Four Speed nhá, và anh em có thể thấy là cái mức FPS của nó rất là, nhưng mà giật anh em ạ. Mình đang định nói là cái mức FPS của nó rất cao nhưng mà tự nhiên lại giật một cái anh em ạ. Chơi đến đây thì con này luôn anh em ạ, không có giật nát nào đốt được cả, nhưng mà cái đoạn đầu tự nhiên lại giật không biết lý do tại sao. Mình thấy là nhiệt độ của cái con AMD này nó cũng rất là mát anh em, chỉ tầm 70 độ C thôi. CPU hoạt động 100% rồi anh em ạ. Mình nghĩ là nó đang nghẽn ở cái CPU này. Cái con CPU này hiện tại thì nó cũng khá là ok đấy, nhưng mà hiệu suất ở trong game này nó lên rất là cao anh em. Gần 100% rồi, 100% rồi. Mình nghĩ là cái setting trong game nó đang ở cái mức cao anh em ạ, nên là nó ngốn CPU. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, để đón chờ những video tiếp theo từ mình.
Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.